Chào mọi người, mình tên là Mỹ Duyên, mình đến từ những anh văn chuyên ngành IC06 của Thành Nguyên do bạn Thảo Ngân là lớp trưởng. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn trả lời cho câu hỏi nam nữ nên làm xét nghiệm gì trước khi kết hôn để biết thế hệ con sinh ra có bị bệnh di truyền về máu không. Xét nghiệm máu tiền hôn nhân là việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết đối với các cặp đôi nam nữ sắp kết hôn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nắm bắt rõ vì sao cần xét nghiệm tiền hôn nhân và cách thức cũng như lợi ích của xét nghiệm tiền hôn nhân như thế nào. Xét nghiệm tiền hôn nhân là việc kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân. Đây là một gói dịch vụ khám và xét nghiệm rất cần thiết để xác định chính xác tình trạng sức khỏe tổng quát và sức khỏe sinh sản của cả nam lẫn nữ trước khi kết hôn. Đây là việc rất quan trọng được đưa vào việc làm bắt buộc trong thủ tục đăng ký kết hôn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt Nam còn rất nhiều người không quan tâm về vấn đề này do chưa hiểu rõ về tầm quan trọng của xét nghiệm tiền hôn nhân với hạnh phúc và tương lai của thế hệ sau. Nhiều yếu tố để hôn nhân bền vững và lâu dài, một trong số đó là vấn đề sức khỏe của cả hai vợ chồng. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều bạn trẻ coi thường vấn đề về bệnh tật, coi thường việc bảo vệ sức khỏe, khi thật sự gặp vấn đề về sức khỏe thì mới quan tâm. Tuy nhiên, không phải cứ phát hiện bệnh là sẽ chữa trị được, nó còn liên lụy đến cả thế hệ sau và những căn bệnh di truyền nguy hiểm đến tính mạng. Có rất nhiều bệnh có khả năng di truyền, nhưng trên thực tế ta thường gặp 12 bệnh sau: bệnh tim, bệnh đại tràng, bệnh không dung nạp gluten, nồng độ cholesterol cao, bệnh mù màu, bệnh tan máu huyết tán, bệnh máu kho đông di truyền, bệnh trầm cảm, bệnh đái tháo đường, cận thị, ung thư phổi và bệnh loãng xương. Có nhiều bệnh di truyền về máu, nhưng hai bệnh lớn nhất cần vận động để phòng chống là bệnh tan máu bẩm sinh và bệnh máu kho đông. Biểu hiện của bệnh tan máu bẩm sinh hay còn gọi là thalassemia là thiếu máu, vàng da, lá lách to, mệt mỏi, chậm phát triển và thường xuyên phải truyền máu, nếu không sẽ dẫn đến tử vong. Người mắc bệnh tan máu huyết tán thalassemia thường sẽ có những biểu hiện sau: xương hàm trên nhô, trán và đỉnh đầu đưa ra phía trước, mũi tẹt, và trẻ em bị chậm phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần và khó duy trì sự sống đến khi trưởng thành. Kho đông bình thường thì không sao, nhưng khi mạch máu bị tổn thương do ngã hoặc say sức thì máu sẽ chảy ra ngoài bất thường, đặc biệt ở cơ và khớp thường hay chảy máu hơn. Tuy nhiên, nếu được chăm sóc toàn diện, tránh va chạm, thường xuyên dự phòng thuốc đông máu thì bệnh nhân có thể sống và làm việc như người bình thường. Nguyên nhân trẻ bị tan máu bẩm sinh là do trong cơ thể bình thường của cả bố mẹ đều mang gen gây bệnh. Tỷ lệ sinh con bình thường ở cặp vợ chồng này là 25%. Còn về bệnh máu kho đông, hầu hết chỉ xảy ra ở nam giới. Bệnh do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Nếu người mẹ bình thường nhưng mang gen bệnh, tỷ lệ con trai sinh ra mắc bệnh sẽ là 50%. Tại Việt Nam, chi phí xét nghiệm máu tiền hôn nhân chỉ khoảng 200.000 đồng trên một người, có thể giúp tránh tình trạng con sinh ra bị dị tật bẩm sinh về máu. Tại các nước tiên tiến như Ý hay những nước gần ta là Thái Lan, Malaysia đều đã có luật buộc phải đi thử máu trước khi kết hôn để tránh tình trạng con sinh ra bị dị tật bẩm sinh về máu. Hay như Cộng hòa Israel, nơi có nhiều bất ổn về chính trị, dù không có buộc phải xét nghiệm máu tiền hôn nhân, nhưng một số bộ lạc ở Trung Đông trước khi kết hôn thì tự động đi xét nghiệm. Kết thúc video hôm nay, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi.